tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng ngày mùng 2 tháng 4, tàu sa Muzaffarpur của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ với thủy thủ đoàn gồm 124 thuyền viên do ngài Sudi Javin ra làm trưởng đoàn đã cập bến cảng Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thăm hữu nghị từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024 nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ song phương giữa cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Thiếu tướng Ngô Bình Minh, tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 chủ trì đón đoàn. Theo kế hoạch, trong 4 ngày thăm thành phố Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ, sĩ quan tàu Samu Japer Hieda sẽ đến dân hoa tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Thăm, chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh quân khu 7, Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3. Tham quan các di tích lịch sử, tìm hiểu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ngoài ra, Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và cảnh sát biển Việt Nam sẽ có các hoạt động huấn luyện về xử lý ô nhiễm môi trường biển, tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn trên biển, tập luyện cách thức vận động đội hình tàu. Đây là chuyến thăm định kỳ thường xuyên của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến Việt Nam và có ý nghĩa to lớn, hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa hai lực lượng được ký vào năm 2015, tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai lực lượng và tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời của quân dân hai nước. Chuyến thăm cũng là cơ hội tốt để lực lượng cán bộ chiến sĩ của hai lực lượng giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác thực thi pháp luật trên biển qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng cảnh sát biển việt nam và lực lượng bảo vệ bờ biển ấn độ trong thời gian tới